Trời ơi, mới vô được cây kiếm dài rồi. Lên về mà đó, thì đấy mình lên cái súng máy test chứ. Lên này mà. Súng máy test trước. Test rồi chắc lên Nana So luôn đấy cũng đau. Để đi, mày nhấp. Để đi. Tao lên level 2 là thấy mẹ với tao. Rồi, chơi mày luôn. Chơi mày luôn, từ từ. Từ từ mày ơi. Chơi mày luôn. Chơi mày luôn. Chơi mày luôn. Đồ nó dám quánh tao. Dám quánh tao hả mày? Hai mạng ngon lành không châu? Khá là cu te châu à. Rồi cho nó ulti mà đi. Bà mẹ mày cho nó nhanh này. Tao không có tiếc, lẹ lẹ tao còn ra mid. Ok. Đó, bây giờ mới có lấy lại lợi thế lại nè. Mẹ con chó đi xin nó làm mẹ lợi thế mình. Ôi tim, bó tim mình gà cho tao ra. Ôi, sao win. Bó tim mình khỏe rồi. Soraka hai âm hai mạng rồi. Rồi, ngang lanh nó xuống luôn. Thôi, vẫn được. Vẫn ăn được con đấy. Ờ, không giết được luôn, hay. Rồi, thằng ngang lanh đi cái thọt luôn. Nói coi dừng nó cướp red. Giá giá phụ phụ. Red thì red nó cướp, cướp nãy giờ rồi, cướp đâu rồi. Chưa ra đâu, red chưa ra đâu. Rồi, ngang lanh chết luôn, nát luôn, thọt luôn. Rồi, tao lấy cái chủ đầu luôn. Cầm Ranga sao bên ta được. Tại mình muốn lên AB theo yêu cầu mấy bạn thôi, chứ mình lên đam Ranga cũng dễ AB, bên ta thấy mẹ luôn chứ. Tim á. Đây con cầm cái lệ đi đâu rồi nha. Ra mày thì làm gì? Dí tao hộ cái. Ulti gì này, ulti vô mày rồi. Hù ai? Tôi giết luôn bây giờ chứ hù. Giết làm ra không? Hồi tay chưa? Ui thằng này là một combo đánh cái chết. Hồi tao tay ra luôn nè. Ồ, má mắt tím nó thấy tao rồi. Anh hết lát rồi. Chết luôn đi. Ôi. Ơi cái gì. Thừa một đống đam nó còn tím hơn tao mới thiêu mà. Lên thì lên. Rồi. Nó team mình easy win. Ác quỷ. Thì hình nó cũng xanh đấy. Tôi thì ác quỷ mẹ rồi. Chơi cái gì nữa. Đấy, thấy không? Đấy, dăm ba thằng này. Điên hả mày? Đúng không? Nó siêu ao đấy. Nó siêu toàn bộ của nó là siêu ấy đúng không? Siêu vật, siêu mà siêu đam mà. Có vật lý cũng được sao đâu. Má con này đi AB với này khổ quá ta. Giờ đi đéo lại này. Không có chịu W nữa. Mày phá mắt tím giờ đi. Phá rồi. Thổi con 125 đam vậy. Con 125 đam mà đây không mà. Ờ cướp tao giết mà luôn nè. Thế rồi. Đây, xong con tay rồi nè.
Lồn này nó cản tao nè. Má chết bạn đen căng đăng ra. Tới không? Tới không? Để tới. Đâu đỉ? Không đỉ. Đang hăng máu không đỉ mày. Mà mày cũng đâu cần tắt đâu, cần đồ thôi. AB đâu cần tắt. Trả được nhiêu. Thằng này chắc giết trong chủ quá. Chiều cầm tàu chào có năm thơ năm chân. Hồi máy game cảm giác nó đơn giản quá. Đi đam hả? Đi đam với lại, đem ra đi AB thì nó hơi căng với lại, đi đam với lại. Đi đam thì đi ngang ngang, nếu mà đi đam phải lấy cái quyền năng đó nha, bạn mới đi ngang nha. Đây đây, tao tới nè. Tao tới nè. Ấy trời ơi, bạn ấy bị lừa rồi. Gì gì? Bị lừa mất tiêu luôn. Lát qua luôn. Má chưa tắt. Mẹ tao chưa tắt cái bị cây hàng gì má, cái nãy giờ tao cứ ủa sao nó cứ bị khựng 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 vậy ta. Cảm ơn bạn gì đó tặng 500 sao à, cảm ơn lạc lối. Cảm ơn bố gì. Em ở Đài Loan hay nhà nghề thuê đây, mình không có nhớ được bạn lâu lắm rồi bạn. Mình không có nhớ được cái gì hết á. Dừng lại không kịp. Dừng lại không kịp. Anh ơi nhạc em có cháy. Hồi thấy mẹ đó. Không ulti thì cái ulti là cần hết luôn. Ulti còn chưa hồi. Chuối về, chuối về. Hai nào luôn kìa. Chuối về. Mình có ulti là mình cần 2 rồi. Ulti cần 3 chứ. Nó giết mình được nhiều rồi, 950. Thằng nào giết được mình giàu luôn. Yeah, bọn nó chán chờ. Ly bắn này đánh nhiều. Tốt đấy. Sao mày biết nhìn tiền nhiều? Kìa, mày nhìn kìa. Bạn có đội 950 à. À. Hiện kìa. Ê, tôi tưởng là còn sống rồi, mày chết mà. Mày chết rồi phải không? Chết rồi. Ta chắc được 750 à. Phê. Nãy chỉ có ulti, có ulti thì còn... Má cảm giác gì đi AB không? Yếu lắm. Nó không có như cái AB hồi xưa. AB hồi xưa là bạn tự nhiên hồi máu không? AB này phải đợi nó đam. Cái kia đi AB ngon hơn. Còn cái này là dạng này kiểu như bị đối phương dồn sát thương thì nó thì cái này nó ngon hơn thôi. Nhưng mà đi AB mà anh dạng như đi lan á thì đi AB ngày xưa ngon hơn. Tại AB ngày xưa bạn chỉ cần có W sao là bạn hồi máu à. Mà hồi theo AB nữa, bạn lên AB nhiều thì hồi nhiều nữa. Dụ tôi vô trụ hả mày? Rồi bốc hơi ở đây nè. Soraka kìa, đại đi. Để. À, tao bắn nó, tao ulti mất luôn cái ulti của tao mà thế.
Hả? Mà lead kéo tốt kìa. Tao ulti mà tao ulti ra ngoài cái vòng ấy, mất luôn ulti tao. Cái vòng ulti tao ấy. Cái vòng của tao đi đã. Cái đám á hả? Ừ, mất luôn ulti. Thằng Lee Sin đứng ngoài ulti, tao ulti ra ngoài mất luôn cái vòng, mất luôn cái rào. Chế vậy. Xạo chó thật. Ủa cái sóc điện này lấy ý chỉ nó đam ít hơn hả? Ủa lên AP sao nó không cộng? Bây giờ cái sóc điện bị nép một tí rồi, ít đam hơn rồi. Mua thủy kiếm vào cũng được. Đam cơ bản nó to mà mua thủy kiếm vào được trăm mấy đam rồi. Bốn đam. Xin xin. Hello. Hello nice share cho mọi người. Hello. À! Phong thần kiếm bây giờ nó không được như ngày trước đâu. Phong thần kiếm bây giờ yếu lắm. Phong thần kiếm bây giờ bạn bắt buộc bạn phải lên theo một món chí mạng, chứ bạn không lên lẻ một món được. Lên lẻ nó còn chân.